Tại tỉnh Hà Nam, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã tổ chức bàn giao 5 vạn con gà giống cho 63 hộ dân thuộc xã An Ninh và Tiêu Động, huyện Bình Lục. 120 hộ dân thuộc 4 xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam được nhận 10 vạn con gà giống. Đây là số gà giống hỗ trợ theo chương trình chuyển đổi vật nuôi sau dịch tả lợn Châu Phi của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đơn vị tài trợ là tập đoàn Dabaco Việt Nam nhằm giúp các hộ chăn nuôi bị thiệt hại nặng do dịch tả lợn Châu Phi chuyển đổi vật nuôi khôi phục và phát triển kinh tế gia đình. Dịch tả lợn châu Phi đã gây thiệt hại lớn cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Toàn tỉnh có hơn 132.000 con lợn phải tiêu hủy. Đến nay, nhiều hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh vẫn đang để chống chuồng. Việc chuyển đổi lợn sang vật nuôi khác là giải pháp hữu hiệu hiện nay.